ngoại có để làm gì đâu, để chỉ để mỗi đi mua ít đồ ăn thôi, tại vì nhà hết đồ ăn rồi. Ok, hôm nay đi giày gì ta? Ê, sao phải chọn giày luôn ấy? Đi giày nào thoải mái thôi. Cũng chẳng phải đi giày lắm nhưng mà tại vì bên ngoài nó lạnh á, nên là không đi giày thì không chịu được, tại vì mình chỉ có mỗi một đôi dép. Mình chỉ có mỗi một đôi dép đúng thôi. Đường phố của Nhật mình ở là ở gần Đá Giày Phừ, là một, nói chung là cũng không phải là thành phố cho lắm, chỉ là thuộc dạng như kiểu vùng quê thôi. Nhưng mà chỗ mình thì nói chung là điều kiện sống cũng khá là đầy đủ, và cái quan trọng là phải có giá thành hợp lý, chi phí sống hợp lý là điều quan trọng nhất. Vì chẳng hạn như là khi mà bạn đi những cái chỗ thành phố khác ấy thì cái tiền thuê nhà nó khá là mắc, khoảng một tháng thì khoảng 10 triệu, nhưng mà chỗ mình một tháng chỉ khoảng 5 triệu thôi. Đấy là tiết kiệm được một khoản khá là lớn. Mặc dù là mỗi lần đi lên thành phố thì đi chơi hay là gì thì sẽ mất khoản tiền tàu xe, nhưng mà có phải là lúc nào mình cũng đi đâu, đúng không? Đến siêu thị rồi đây. Nhưng mà để thấy là mình chỉ đi bộ khoảng 5 phút, chờ đến 5 phút là đến được siêu thị rồi. Xung quanh mấy chỗ nhà mình là mấy cái siêu thị luôn, nhưng mà có mỗi cái này kiểu nó ngay gần nhà và nó bán đến khuya luôn ý, nên là khá là tiện. Siêu thị của Nhật thì được cái là họ bày bán nói chung là nhìn rất là sạch sẽ, tinh tươm ấy. À đây rồi, thường tất cả các cái siêu thị sẽ có những cái sạp mà để các cái rau củ mà sắp hỏng, ta sẽ để ở đây, để khá là rẻ. Anh em thấy không, các loại thịt, tất cả các loại thịt này thì thường họ sẽ để trong ngày thôi, bán trong ngày thôi, vì họ muốn được giữ cái độ tươi nhất định ấy. Thì các loại thịt như thế này, như cái tắc vừa nãy thì là Ichiwaribiki, nghĩa là sẽ được giảm 10%, còn như vừa nãy là hăng các cường, nghĩa là giảm một nửa. Thịt thì có tên, mác đàng hoàng, cân nặng bao nhiêu, tên loại thịt, nhà mã cốt các thứ, và để bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C. Giảm bao nhiêu thì giảm 10% thôi, nhưng mà cái giá của nó khoảng vài nghìn, 1.480 yên, nghĩa là khoảng gần 300.000. Ngoài tới thịt này thì ăn ok sang mồm đấy, nhưng mà chắc là không trụ nổi. Bình thường ăn ở thịt này, quầy thịt lợn như thế này, một cái khay thịt thế này khá là đầy mà thịt nó trông khá là tươi, 300 yên mà. Mà thường một cái khay này mình sẽ ăn khoảng trong 2 ngày, thế là khá là được. Mình thì phải nói thật là mình không biết ăn sushi. Sushi thấy ăn cứ ghê ghê. Cái chỗ mọi người ăn thấy mọi người ăn bảo là ngọt lắm các thứ, nhưng mình không ăn được. Này, các bạn có nghe tiếng gì không? Người Nhật năm mới sẽ chúc, trước khi năm mới đến thì họ sẽ chúc Yoritoshiyo, nghĩa là chúc một năm mới tốt đẹp. Nhưng mà sau cái khoảnh khắc 12 giờ trở đi, họ sẽ không chúc như vậy nữa mà chúc là Akemashite Omedetou Gozaimasu, thì dịch thuần Việt đấy là chúc mừng năm mới thôi. Nhật nhiều loại lắm, mình thích loại này. Loại này siêu ngon luôn các bạn ơi, siêu ngon luôn. Đây là vị mentaiko, đây là vị trứng cá, xong rồi ướp một chút ớt hay cay gì đấy, rất hay. Vì là vừa mới đăng ký tài khoản Netflix nên là phải mua Bim Bim để về xem, phí. Và mình đã đến nhà rồi. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình cho những video tiếp theo. Bye bye.